Bạn đam mê ca hát, bạn muốn có giây phút giải trí vui vẻ bên gia đình. Hanet trân trọng giới thiệu đầu karaoke VOD Play X One với chức năng tìm bài hát bằng chính giọng nói của bạn. Kèm kho nhạc trực tuyến khổng lồ không giới hạn với chuẩn nén H265 tiên tiến nhất. Đặc biệt, với khả năng biến TV thông thường thành Smart TV, đây trở thành thiết bị không thể thiếu dành cho giải trí gia đình. Hanet Karaoke Play X One, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Hãy lựa chọn ngay đồ karaoke VOD hiện đại cho gia đình bạn. Tìm kiếm bài hát bằng giọng nói dễ dàng, kho bài hát trực tuyến không giới hạn, điều khiển dễ dàng qua thiết bị di động, chuyển nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn ảnh rộng. Chuẩn nén H265, hình ảnh Full HD và âm thanh sống động. Đề xuất bài hát thông minh, thấu hiểu gu âm nhạc của bạn, tương thích với các ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay như YouTube, Zing TV, FPT Play. Dễ dàng tìm kiếm kênh YouTube bằng giọng nói. Đồ karaoke VOD Play X1, giải trí đa phương tiện. Và Quang Quý xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một sản phẩm sẽ giúp chúng ta có thể là giải trí thỏa thích ngay tại gia đình của mình, hát những bài hát mà cả nhà chúng ta yêu thích quý vị nha. Đó chính là chiếc đầu karaoke VOD Play X1 của thương hiệu nổi tiếng Hanet. Và với chiếc đầu karaoke này, quý vị các bạn chúng ta sẽ dễ dàng mang theo, nó rất là nhỏ gọn luôn và tiện lợi kết nối với lại kho nhạc trực tuyến vô vàn những bài hát hấp dẫn phù hợp với lứa tuổi của gia đình của chúng ta, dù là bé nhỏ, là người trưởng thành hay là ông bà cha mẹ của mình cũng sẽ hát thỏa thích ngay tại nhà. Trong bộ sản phẩm chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn sẽ có ngay đó chính là một chiếc đầu karaoke VOD, cũng đồng thời là một phương tiện giải trí đa phương tiện luôn, dễ dàng kết nối với những phương tiện khác nữa. Đồng thời quý vị các bạn chúng ta có đầy đủ những dây nối đi kèm và nhận thêm quà tặng, đó chính là một chiếc micro chuyên nghiệp để chúng ta hát hay hơn. Đúng rồi thưa quý vị, với sản phẩm ngày hôm nay thì có một điều rất là đặc biệt mà Quang Quý muốn nhấn mạnh là chúng ta cũng có thể là điều khiển bằng giọng nói của mình quý vị nha. Dù là người lớn tuổi hay là trẻ nhỏ trong gia đình của mình cũng có thể là sử dụng giọng nói của mình lựa chọn ngay rất là nhiều những bài hát cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Như vậy thì cũng rất là thuận tiện luôn. Và ngoài ra thì với là ổ cứng lên tới là 1 TB, chúng ta có thể là lưu trữ lên tới 20.000 bài luôn Phụng Yến. Và cứ cập nhật cái nha, là mỗi tuần như vậy thì chúng ta sẽ có hàng trăm những bài hát mới, chỉ cần chúng ta kết nối với internet mà thôi. Và mức giá cho sản phẩm ngày hôm nay là như thế nào? Chỉ với 4.290.000 đồng thôi quý vị nha. Chúng ta sẽ có ngay một thiết bị giải trí, không chỉ là karaoke đâu mà chúng ta cũng có thể sử dụng ngay là làm giải trí đa phương tiện, kết nối cùng với YouTube nè, FPT Play nè, cũng như là Zing TV, rất là thoải mái đúng không ạ? Bên cạnh đó chúng ta còn được tặng kèm theo một chiếc micro rất là cứng cáp và âm thanh chuyên nghiệp nữa. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chương trình chúng tôi thông qua tổng đài quen thuộc 1900 7137. Hãy lựa chọn ngay đồ karaoke VOD hiện đại cho gia đình bạn. Tìm kiếm bài hát bằng giọng nói dễ dàng, kho bài hát trực tuyến không giới hạn, điều khiển dễ dàng qua thiết bị di động, chuyển nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn ảnh rộng. Chuẩn nén H265, hình ảnh Full HD và âm thanh sống động. Đề xuất bài hát thông minh, thấu hiểu gu âm nhạc của bạn, tương thích với các ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay như YouTube, Zing TV, FPT Play. Dễ dàng tìm kiếm trên YouTube bằng giọng nói. Đồ karaoke VOD Play X1, giải trí đa phương tiện. Và đặc biệt hơn nữa, đầu karaoke Hanet Karaoke Play X1 trong chương trình ngày hôm nay, bộ xử lý là Qualcomm chip loại tứ quý vị nha. Bộ nhớ lên tới là 1GB RAM, 8GB ROM, ổ cứng HDD 1TB, hệ điều hành Android 4.4. Bên cạnh đó chúng ta có rất là nhiều cổng kết nối như là HDMI nè, hai cổng USB 2.0, SCORE, Video and RCA, Optical, Wi-Fi, LAN hay là BT 4.0. Rất là thoải mái kết nối với nhau đúng không ạ? Hãy lựa chọn ngay đầu karaoke Hanet Play X1, có hơn 20.000 bài hát trong ổ cứng 1T, trung bình 2 tuần có thêm 100 bài hát mới, tính năng đề xuất bài hát thông minh. Hanet cập nhật nhanh nhất những ca khúc nổi bật và mới cho bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian không còn nhiều nữa, hãy nhanh tay nhấc máy lên điện thoại về tổng đài 1900 7137. Bên cạnh đó có thể truy cập vào website vtvhyundai.vn để sở hữu ngay đầu Hanet Karaoke Play X1. Chúng ta có thể là lựa chọn điều khiển bằng chính giọng nói của mình quý vị nha, để cho cả gia đình của mình có một cách thức cũng như là một phương tiện để mình giải trí những lúc quay quần cùng với nhau. Dù là người lớn, trẻ nhỏ hay là thanh thiếu niên, chúng ta cũng có thể là lựa chọn ngay những bài hát phù hợp với lứa tuổi của mình với mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay, 4.290.000 đồng. Và đầu karaoke của chúng tôi rất là nhỏ gọn cho nên quý vị có thể là mang tới bất cứ nơi đâu, chỉ cần chúng ta ghim vào nguồn internet thôi, những bài hát sẽ được cập nhật rất là mới luôn. Chúng ta có thể là hát rất nhiều những bài hát mà mình ưa thích đúng không ạ? Rất là thoải mái cho những thành viên trong gia đình của chính mình. Bên cạnh đó, với việc là chúng ta có thể sử dụng ngay đầu karaoke Hanet Play X1 để là một thiết bị giải trí đa phương tiện, mình có thể là theo dõi rất là nhiều những chương trình giải trí khác nhau quý vị nha. Thời gian không còn nhiều nữa, hãy nhanh tay nhấc máy lên tổng đài 1900 7137 với mức giá ngày hôm nay vô cùng hấp dẫn, 4.290.000 đồng.
Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, sản phẩm Hanet Karaoke Play X1 với giá bán 4.290.000 đồng quý vị nha. Chúng tôi tặng ngay cho quý vị một micro có dây BWM540, chuyên nghiệp, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Quà tặng sang trọng và hiện đại, một chiếc micro có dây BWM540, micro chuyên nghiệp cho giọng hát hay hơn, thiết kế khung nhôm nguyên khối sang trọng. Bạn đam mê ca hát, bạn muốn có giây phút giải trí vui vẻ bên gia đình? Hanet trân trọng giới thiệu đầu karaoke VOD Play X1 với chức năng tìm bài hát bằng chính giọng nói của bạn. Kèm kho nhạc trực tuyến khổng lồ không giới hạn với chuẩn nén H265 tiên tiến nhất. Đặc biệt, với khả năng biến TV thông thường thành Smart TV, đây trở thành thiết bị không thể thiếu dành cho giải trí gia đình. Hanet Karaoke Play X1, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Quang Quý này, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh rất là vui tươi, sống động ngay tại trong gia đình của mình luôn. Không cần phải đi đâu xa, kết nối với đầu karaoke VOD của Hanet thôi. Những thành viên trong gia đình của mình có thể là thỏa thích hát những cái bài hát mà chúng ta yêu thích quý vị các bạn à. Dù là những cái bài hát đã cũ trước đây mình quen thuộc rồi, hay là những cái bài hát mới nhất được cập nhật, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn cho mình một bài hát phù hợp quý vị nha. Và trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho gia đình của mình sẽ bao gồm ngay đó chính là một đầu karaoke VOD của thương hiệu Hanet. Và với đầu karaoke này, nó cũng đồng thời đó chính là một thiết bị giải trí đa phương tiện cho gia đình của mình để kết nối cùng với là những trang nổi tiếng khác, để chúng ta có thể là xem các ứng dụng, có thể là hoạt động rất là nhiều những tiện ích ở bên trên, đồng thời kết hợp cùng với những dây nối đi kèm để chúng ta có thể kết nối với những thiết bị khác nữa. Và quý vị các bạn, chúng ta sẽ có ngay quà tặng để giúp mình hát được những bài hát chúng ta yêu thích nhưng mà hát hay hơn, đó chính là một chiếc micro chuyên nghiệp với khung nhôm vô cùng sang trọng. Đúng rồi thưa quý vị, và với sản phẩm này thì chúng ta cũng có thể thấy là những thành viên trong gia đình của mình, dù là người lớn tuổi hay là trẻ em, chúng ta cũng có thể là dễ dàng sử dụng với một tính năng rất là đặc biệt, đó chính là điều khiển bằng giọng nói. Và với cách điều khiển bằng giọng nói như thế này thì những người lớn tuổi hay là những trẻ em trong gia đình của chúng ta ở Phụng Yến, khi mà mình muốn hát karaoke thì mình không cần phải lật dở những cái cuốn sách rất là dày cộm như thế này. Và bên cạnh đó thì những trẻ em mặc dù là không biết chữ đi thì mình cũng có thể là nói một cách rất là thoải mái là con thích bài cháu lên ba hay là như thế nào đó, mình lựa chọn rất là nhiều những bài khác nhau quý vị nha, thoải mái luôn. Và trong kho lên tới là 20.000 bài hát với chuẩn nén H265, chúng ta cũng có thể thấy là chỉ với 1 TB thôi, mình có thể lưu trữ lên đến 20.000 bài. Và đặc biệt là khi mà chúng ta kết nối cùng với Internet thì các bài hát mới sẽ liên tục cập nhật như vậy. Cứ 2 tuần chúng ta sẽ có thêm 100 bài mới, rất là thuận tiện đúng không ạ? Mình có thể là tải về để mình hát, cũng có nghĩa là mình cũng có thể hát trực tuyến luôn, rất là thoải mái cho những gia đình của tất cả chúng ta. Và đặc biệt là không biết Phụng Yến như thế nào nhưng mà Quang Quý rất thích những bài hát mới. Thường là những bài hát mới đôi khi là chúng ta hay tìm những cái nhạc nền ở trên Internet để mình có thể là hát theo. Thì đúng với rồi. Đầu karaoke VOD của thương hiệu Hanet thì quý vị các bạn chúng ta yên tâm, nó sẽ được cập nhật ở trong kho nhạc của mình luôn, có bản quyền, và chúng ta có thể là yên tâm tải về những bài hát đó để ca hát thỏa thích ngay tại gia đình. Đây là điều rất là khác biệt so với những dòng sản phẩm karaoke mà nhà chúng ta vẫn hay thường sử dụng. Những dòng sản phẩm mình đã rất là quen thuộc rồi, mình lựa chọn những cái bài hát có sẵn ở bên trong những cái chiếc đĩa, thì ở đây là kho nhạc trực tuyến, lúc nào nó cũng sẵn sàng với một lượng bài hát khổng lồ, rất là lớn, nhiều bài hát và lại còn liên tục được cập nhật theo thời gian nữa quý vị nha. Cứ 2 tuần, cứ 1 tuần, 2 tuần vậy đó, chúng ta sẽ đi vào và chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có thêm những cái bài hát mới. Và nhiều khi đó là những cái bài hát đang rất là nổi tiếng ở trên thị trường và chúng ta yêu thích luôn, thì nó cũng sẽ được cập nhật ở trong kho nhạc trực tuyến này. Và như là Quang Quý chia sẻ, thay vì là quý vị các bạn chúng ta phải nhớ những cái con số mã của những cái bài hát mình yêu thích, hay là chúng ta phải lưu riêng một cái danh sách bài hát mình thích, thì ở đây nó sẽ có cái tính năng là mình có thể dễ dàng điều khiển bằng giọng nói tên bài hát đó ra hoặc là nói tên ca sĩ đó ra, chúng ta có thể tìm được bài hát đó. Và chiếc đầu của mình có tính năng rất là thông minh, đó là thấu hiểu người dùng. Có nghĩa là khi quý vị các bạn chúng ta hát trong một thời gian dài, mình hay hát những cái ca khúc của ca sĩ nào, dòng nhạc nào chẳng hạn, thì chiếc đầu của chúng ta sẽ thấu hiểu được cái khả năng, cái nhu cầu đó và cái thói quen sử dụng đó, để sau đó là nó sẽ có thể là đưa cho chúng ta một cái danh sách tiếp theo những cái bài hát mà tương tự với cái gu âm nhạc của mình, tương tự với những cái ca khúc mà chúng ta đã quen hát những lần trước. Như vậy là quý vị có thể là dễ dàng tiết kiệm thời gian hơn trong việc là lựa chọn bài hát, bởi vì là đầu karaoke của mình đã đưa sẵn một số những cái sự lựa chọn rất là phù hợp với chúng ta rồi. Đúng rồi thưa quý vị, và có một điều nữa Quang Quý cũng rất là thích, đó chính là đầu karaoke của chúng ta kích thước rất là nhỏ gọn quý vị nha. Đặc biệt là trong những lúc mà chúng ta quay quần cả gia đình của mình, hay là mình về quê đi, mình cũng có thể là đem đầu karaoke này mình mang theo về quê mình kết nối. Và bây giờ thì chúng ta cũng có thể thấy là gia đình nào cũng có Internet rồi đúng không ạ? Như vậy là vấn đề chúng ta hát karaoke rất là nhiều những bài mới như vậy, cho nên vô cùng dễ dàng cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta. Và bên cạnh đó chúng ta chỉ cần mua một thôi, nhưng mà chúng ta được hai nha Phụng Yến. Đầu tiên chúng ta có ngay đầu karaoke, và bên cạnh đó đây còn là một sản phẩm giải trí đa phương tiện nữa. Mình có thể là kết nối với rất là nhiều những trang khác nhau để mình
mình có thể là mình giải trí trong gia đình của mình, mình xem phim nè, mình xem các kênh truyền hình thông qua YouTube hay là FPT Play hay là Zing TV, rất là thoải mái luôn. Còn bây giờ thì để có thể chứng minh cái cách là chúng ta có thể hát karaoke như thế nào rất là dễ dàng và đặc biệt là điều khiển bằng giọng nói nữa, Quang Quý mời tất cả quý vị và cùng với Phùng Yến Lưu chúng ta sẽ cùng nhau thử và mình hát bằng đầu karaoke Hanet Play X1 này quý vị nha. Hãy lựa chọn ngay đầu karaoke Hanet Play X1, có hơn 20.000 bài hát trong ổ cứng 1T, trung bình 2 tuần có thêm 100 bài hát mới, tính năng đề xuất bài hát thông minh. Hanet cập nhật nhanh nhất những ca khúc nổi bật và mới cho bạn. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, sản phẩm Hanet Karaoke Play X1 với giá bán 4.290.000 đồng quý vị nha. Chúng tôi tặng ngay cho quý vị một micro có dây BWM540, chuyên nghiệp, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Bạn đam mê ca hát, bạn muốn có giây phút giải trí vui vẻ bên gia đình. Hanet trân trọng giới thiệu đầu karaoke VOD Play X1 với chức năng tìm bài hát bằng chính giọng nói của bạn. Kèm kho nhạc trực tuyến khổng lồ không giới hạn với chuẩn nén H265 tiên tiến nhất. Đặc biệt, với khả năng biến TV thông thường thành Smart TV, đây trở thành thiết bị không thể thiếu dành cho giải trí gia đình. Hanet Karaoke Play X1, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Quý vị thân mến, không biết là quý vị đã bao giờ mình hát karaoke nhưng mà mình chọn bài bằng cách là mình nói tên bài hát hay chưa ạ? Phùng Yến thì chưa, và ngày hôm nay là với đầu karaoke Play X1 của thương hiệu Hanet thì Phùng Yến có thể là làm được điều đó cùng với Quang Quý luôn. Chỉ cần là chúng ta đọc tên bài hát thôi, không cần phải nhớ mã số, cũng không cần phải là tra nó trong những cái cuốn sổ nào cả. Đúng rồi thưa quý vị, và hiện tại thì trên tay Quang Quý đang là chiếc điều khiển của đầu karaoke Hanet Play X1 này. Chiếc điều khiển rất là nhỏ gọn quý vị nha, và chiếc điều khiển này được kết nối với đầu karaoke của tất cả chúng ta bằng Bluetooth, cho nên là quý vị có thể là điều khiển rất là dễ dàng. Và ở đây thì quý vị cũng có thể thấy là sẽ có một nút điều khiển hình một cái micro như thế này. Chúng ta chỉ cần ấn và giữ trong khoảng thời gian là 3-5 giây thôi. Sau khi mình nghe tiếng tít một cái thì chúng ta sẽ đọc tên bài hát mà chúng ta muốn tìm. Và bây giờ Quang Quý sẽ thử cho tất cả quý vị cùng theo nha. Ông bà anh. Wow, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là ca khúc Ông bà anh đã hiện ra trên màn hình rồi quý vị nha. Và bây giờ thì âm nhạc đã lên rồi, Quang Quý mời tất cả quý vị hãy cùng với Quang Quý và Phục Yến hát karaoke trong phim trường ngày hôm nay. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thông nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chọc sơn. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi say. Và đó là lời ông nói với anh, ông anh có một tình yêu say ngát say. Sau khi mà Quang Quý đã thử nghiệm là chiếc đầu karaoke này tìm kiếm bằng giọng nói như thế nào, ngay bây giờ sẽ đến lượt Phùng Yến nha. Phùng Yến thấy rất là thích luôn quý vị ạ. Và ngay cả là những giọng như là miền Bắc, miền Nam hay là miền Trung thì đầu karaoke Hanet đều có thể là nhận diện được rất là đơn giản luôn. Quang Quý hát xong rồi, bây giờ Phùng Yến cũng muốn thử một bài hát khá là nổi tiếng để xem nào. Harry Won. Và bây giờ là lựa chọn bài hát rất là đơn giản thôi. Rồi anh cứ đi đi. Là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay của
khác đây. Anh bên ai hạnh phúc như vậy thì thôi, buông đôi tay và để anh đi. Xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Đã cùng đến với ca khúc Anh Cứ Đi Đi của ca sĩ kiêm MC Phụng Yến. Phụng Yến cũng có thể thấy là khi mà mình trải nghiệm hát với đầu karaoke Handhead Play X1 này, chúng ta có thể là cảm giác như là chúng ta đang trở thành những ca sĩ thực thụ, đúng không ạ? Những bài hát rất là mới và rất là hay, phù hợp với giọng của mình, đúng không ạ? Quý vị chỉ cần bấm nhẹ và lựa chọn thôi bằng chính giọng nói của mình và đã có những bài hát rất là hay rồi. Và với chiếc đầu karaoke này thì quý vị có thể là mang cả một phòng karaoke chuyên nghiệp về trong chính gian nhà của mình để thỏa thích ca hát quý vị nha. Ngay cả những cái bài hát tiếng Anh thì chiếc remote của chúng ta, chiếc điều khiển của chúng ta cũng có thể là nhận diện dễ dàng giọng nói, đưa vào trong đầu karaoke của mình. Quý vị có thể là theo dõi ngay bây giờ, Phụng Yến sẽ lựa chọn một bài hát tiếng Anh bằng giọng nói rất là tiện lợi đây. Nhấn giữ chiếc nút ở trên điều khiển này. We don't talk anymore. Và chúng ta thấy có ngay danh sách rồi, quý vị có thể là dễ dàng chọn bài. Và bài hát đã hiện lên rất là dễ dàng. Ngay cả những ca khúc tiếng Anh như thế này, quý vị cũng có thể là lựa chọn bằng giọng nói, không cần phải ghi nhớ con số nữa. Và mức giá rất là ưu đãi dành cho dàn sản phẩm này là bao nhiêu hả Quang Quý ơi? Vâng, thưa quý vị, mức giá cực kỳ ưu đãi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha, 4.290.000 đồng dành tặng cho tất cả chúng ta. Và bên cạnh đó còn có thêm một món quà, đó chính là một chiếc micro chuyên nghiệp màu bạc sáng bóng như thế này, giúp cho tất cả chúng ta có thể hát hay hơn và trở thành những ca sĩ thực thụ ngay chính trong nhà của mình. Và ngay bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi thông qua tổng đài quen thuộc quý vị nha, 1900 7137, hay bên cạnh đó cũng có thể truy cập vào website vtvhuyendai.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một cách thức để cho cả gia đình của chúng ta có thể giải trí trong những lúc chúng ta sum vầy trong những ngày lễ, ngày Tết. Đó chính là sản phẩm đầu karaoke Hanet Play X1. Chúng ta có thể lựa chọn ngay bằng chính giọng nói của mình quý vị nha. Rất là thoải mái luôn, với mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay, chỉ với 4.290.000 đồng. Hãy lựa chọn ngay đầu karaoke VOD hiện đại cho gia đình bạn. Tìm kiếm bài hát bằng giọng nói dễ dàng, có bài hát trực tuyến không giới hạn, điều khiển dễ dàng qua thiết bị di động, chuyển nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn ảnh rộng, chuẩn nén H265, hình ảnh full HD và âm thanh sống động. Đề xuất bài hát thông minh, thấu hiểu gu âm nhạc của bạn, tương thích với các ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay như YouTube, Zing TV, FPT Play. Dễ dàng tìm kiếm trên YouTube bằng giọng nói. Đầu karaoke VOD Play X1, giải trí đa phương tiện. Và đặc biệt hơn nữa, đầu karaoke Hanet Karaoke Play X1 trong chương trình ngày hôm nay, bộ xử lý là Qualcomm chip loại tứ quý vị nha. Bộ nhớ lên tới là 1GB RAM, 8GB ROM, ổ cứng HDD 1TB, hệ điều hành Android 4.4. Bên cạnh đó chúng ta có rất là nhiều cổng kết nối như là HDMI nè, hai cổng USB 2.0, SCORE, Video and RCA, Optical, Wi-Fi, LAN hay là BT 4.0. Rất là thoải mái kết nối với nhau, đúng không ạ? Với sản phẩm đầu karaoke Hanet Play X1, quý vị bên cạnh việc chúng ta có thể hát karaoke thì đây còn là một sản phẩm giải trí đa phương tiện. Mình có thể là truy cập ngay vào YouTube cũng như là những kênh truyền hình khác nhau để chúng ta có thể theo dõi rất nhiều những chương trình giải trí quý vị nha. Ví dụ như là chúng ta có thể lựa chọn ngay chương trình Giọng Ái Giọng Ai, mình giải trí cùng với những thành viên trong gia đình của mình. Và bên cạnh đó, trên YouTube có gì, chúng ta có thể là giải trí với tất cả những phương tiện đó quý vị nha. Tất cả những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta, mình có thể là quay quần lại cùng nhau, dù là người lớn, dù là trẻ nhỏ, với
trẻ em thì chúng ta có thể lựa chọn ngay những bộ phim hoạt hình, ví dụ như là Doraemon chẳng hạn, mình lựa chọn bằng chính giọng nói của mình luôn, cho nên là dù các bé nhỏ có biết chữ hay không biết chữ, mình cũng có thể là rất dễ dàng thuận tiện. Ngoài ra, với những ông bà hay là cha mẹ trong gia đình của mình cũng có thể là sử dụng ngay đầu karaoke mình lựa chọn bằng chính giọng nói của mình. Và đầu karaoke của chúng tôi đã được thử nghiệm trên rất nhiều giọng nói khác nhau, ở nhiều độ tuổi khác nhau, cho nên tất cả quý vị có thể là hoàn toàn an tâm quý vị nha. Thiết kế vô cùng hiện đại và nhỏ gọn, chúng ta có thể là mang đi bất cứ nơi nào, mình chỉ cần kết nối với internet thôi. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại cho chúng tôi thông qua tổng đài đang hiện trên màn hình với mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha, 4.290.000 đồng. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi còn gửi tặng cho tất cả quý vị quà tặng sang trọng và hiện đại: micro chuyên nghiệp có dây, thiết kế khung nhôm nguyên khối rất sang trọng, chúng ta có thể sử dụng ngay để hát thành những ca sĩ chuyên nghiệp ngay tại nhà mình quý vị nha. Hãy lựa chọn ngay đầu karaoke Hanes Play X1, có hơn 20.000 bài hát trong ổ cứng 1T, trung bình 2 tuần có thêm 100 bài hát mới, tính năng đề xuất bài hát thông minh. Hanes cập nhật nhanh nhất những ca khúc nổi bật và mới cho bạn. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, sản phẩm Hanes Karaoke Play X1 với giá bán 4.290.000 đồng quý vị nha, chúng tôi tặng ngay cho quý vị một micro có dây BWM540 chuyên nghiệp, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Quà tặng sang trọng và hiện đại, một chiếc micro có dây BWM540, micro chuyên nghiệp cho giọng hát hay hơn, thiết kế khung nhôm nguyên khối sang trọng. Bạn đam mê ca hát, bạn muốn có giây phút giải trí vui vẻ bên gia đình, Hanes trân trọng giới thiệu đầu karaoke VOD Play X1 với chức năng tìm bài hát bằng chính giọng nói của bạn. Kèm kho nhạc trực tuyến khổng lồ không giới hạn với chuẩn nén H265 tiên tiến nhất. Đặc biệt, với khả năng biến TV thông thường thành Smart TV, đây trở thành thiết bị không thể thiếu dành cho giải trí gia đình. Hanes Karaoke Play X1, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Có thể nói là nếu như không có đầu karaoke VOD Play X1 của thương hiệu Hanes thì Phụng Yến không biết là mình có thể là bằng giọng nói của mình mà mình chọn bài được nhanh chóng, dễ dàng như vậy. Và hát được cái ca khúc mà trong đó có sẽ có rất là nhiều những cái ca khúc gốc của ca sĩ luôn. Hình ảnh của ca sĩ hiện lên và cái nhạc nền nó đúng theo cái nhạc nền bài hát mình thích. Đây là điều mà Phụng Yến thấy rất là tuyệt vời, rất là thích khi mà sở hữu được dòng sản phẩm này. Và ở gia đình của chúng ta cũng vậy quý vị nha. Khi mà chúng ta lựa chọn bài hát thì nhanh chóng thôi, mình giữ chiếc remote đó, mình giữ chiếc điều khiển đó và mình đọc tên bài hát hoặc là cái tên ca sĩ mà mình hay thích hát những cái bài hát của họ, đọc ra là mình sẽ có một cái danh sách hiển thị và lựa chọn rất là dễ dàng. Đúng rồi thưa quý vị, và đặc biệt là nếu như mà chúng ta không nhớ tên ca sĩ, không nhớ tên nhạc sĩ, mình chỉ mường tượng trong đầu là có cái bài mà có cái lời như vậy á, mình cũng có thể là điều khiển và mình tìm kiếm bài hát bằng lời bài hát luôn nha Phụng Yến, rất là thoải mái và dễ dàng luôn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy là với dung lượng lên tới 1 TB và chuẩn nét là H265 quý vị nha, chúng ta có thể là lưu trữ lên tới là 20.000 bài. 20.000 bài là một con số cực kỳ lớn, nhưng mà không dừng lại ở đó, chúng ta có thể là hát những bài hát mà đã lưu trữ sẵn rồi, mình cũng có thể là hát những bài hát trực tuyến luôn, rất là thoải mái đúng không ạ? Và nếu như mà nhìn trên màn hình thì chúng ta cũng có thể thấy là phân biệt là giữa những bài hát chúng ta có thể hát trực tuyến, và nếu như mà chúng ta muốn lưu trữ bài đó thì mình cũng có thể là mình tải về một cách rất là dễ dàng chỉ với một nút bấm mà thôi. Như vậy thì chúng ta cũng cảm thấy rất là thoải mái đúng không ạ? Bên cạnh đó, sở hữu một mà được tới hai, mình cũng có thể là có ngay là một cái phương tiện giải trí đa phương tiện cho những thành viên trong gia đình của mình, mình xem phim nè, mình xem ca nhạc nè, hay là có thể là truy cập những cái trang khác rất là thoải mái đúng không ạ? Chắc chắn rồi Quang Quý à. Và Phụng Yến thấy là khi mà chúng ta tải về như vậy thì bỗng nhiên là cái số lượng bài hát mình có nhiều hơn đúng không? Đúng thay rồi. Vì là có những cái bài hát nó chỉ có ở trong kho, trong ổ cứng lưu nhớ của chúng ta thôi, còn đằng này là có thêm là cả một cái kho ứng dụng trực tuyến khổng lồ luôn. Mà mặt khác là bài hát lại liên tục được cập nhật nữa, có nghĩa là ngày hôm nay là mình thấy một cái ca khúc mới của một ca sĩ mới xuất hiện đúng không? Đúng rồi. Có thể là khoảng tuần sau mình vào kho trực tuyến đó và mình thấy là bài hát đã được cập nhật rồi. Như vậy là chúng ta có thể là rất là thích mà hát được liền cái bài hát mới đó luôn. Nhiều khi đó là gọi là một bài hát yêu thích, một bài hát hit hoặc là bài hát tủ của mình đó, thì mình sẽ rất là thích khi mà mình lựa chọn được hát liền, đặc biệt là các bạn trẻ. Còn ông bà cha mẹ ở nhà chúng ta đôi khi là nhìn số hoặc là nhớ số để bấm á, khá là khó khăn, thì bây giờ ông bà chỉ cần đọc cái tên bài hát đó ra là xong rồi, rất là đơn giản. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là sản phẩm giải trí đa phương tiện này rất là phù hợp với những thành viên trong gia đình của mình đúng không ạ? Và bây giờ để có thể là tìm hiểu rõ xem tại sao á Quang Quý nói là cái này là một sản phẩm giải trí đa phương tiện
thì bên cạnh việc mà tất cả quý vị chúng ta sở hữu ngay một đầu karaoke với mức giá rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay, chỉ với 4.290.000 đồng thôi quý vị nha, với 20.000 bài hát đã có sẵn rồi, chúng ta còn được tặng kèm thêm là một chiếc micro rất là chuyên nghiệp với âm thanh sống động, và ở ngoài là nguyên khối nhôm rất là sang trọng và bắt mắt như thế này, thì chúng ta là một mức đầu tư rất là tốt đúng không ạ? Đặc biệt là trong những lúc mà cả gia đình của mình quay quần cùng với nhau, thì khi mà mình hát rất là nhiều những bài hát như vậy, những người trong gia đình của mình sẽ xích lại gần nhau hơn và gắn chặt tình thân hơn đúng không? Chắc chắn rồi, hát hay không bằng hay hát mà, chúng ta có thể là thỏa thích thư giãn ngay tại nhà của mình, rút đi những cái muộn phiền trong cuộc sống, trong công việc của chúng ta, trở về nhà bật một cái bài hát mà mình thích lên, hát thỏa thích và hát cùng với những người thân trong gia đình của chúng ta, cả nhà hòa tiếng ca. Và những dịp cuối tuần nè, hay là những dịp lễ Tết, những khi mà chúng ta có thời gian rảnh thì hãy cùng ca hát với những thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Không gian của cả nhà sẽ thật sự sinh động, và không gian trong trường quay ngày hôm nay của VTV Hyundai Home Shopping cũng sẽ là tươi tắn hơn, rộn ràng hơn khi mà Phụng Yến với Quang Quý sẽ cùng hát với nhau. Đúng rồi thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục trải nghiệm sản phẩm này quý vị nha, với những tính năng rất là dễ dàng và thuận tiện cho những thành viên của tất cả chúng ta. Hãy lựa chọn ngay đồ karaoke VOD hiện đại cho gia đình bạn. Tìm kiếm bài hát bằng giọng nói dễ dàng, kho bài hát trực tuyến không giới hạn, điều khiển dễ dàng qua thiết bị di động, chuyển nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn ảnh rộng, chuẩn nén H265, hình ảnh Full HD và âm thanh sống động. Đề xuất bài hát thông minh, thấu hiểu gu âm nhạc của bạn, tương thích với các ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay như YouTube, Zing TV, FPT Play. Dễ dàng tìm kiếm kênh YouTube bằng giọng nói. Đồ karaoke VOD Play X1, giải trí đa phương tiện. Bạn đam mê ca hát, bạn muốn có giây phút giải trí vui vẻ bên gia đình? Hanet trân trọng giới thiệu đầu karaoke VOD Play X1 với chức năng tìm bài hát bằng chính giọng nói của bạn. Kèm kho nhạc trực tuyến khổng lồ không giới hạn với chuẩn nén H265 tiên tiến nhất. Đặc biệt, với khả năng biến TV thông thường thành Smart TV, đây trở thành thiết bị không thể thiếu dành cho giải trí gia đình. Hanet Karaoke Play X1, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, sản phẩm Hanet Karaoke Play X1 với giá bán 4.290.000 đồng quý vị nha. Chúng tôi tặng ngay cho quý vị một micro có dây BWM540 chuyên nghiệp, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Quà tặng sang trọng và hiện đại, một chiếc micro có dây BWM540, micro chuyên nghiệp cho giọng hát hay hơn, thiết kế khung nhôm nguyên khối sang trọng. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ với một chiếc điều khiển nhỏ như thế này thôi, chúng ta có thể là điều chỉnh rất nhiều những thông số liên quan đến bài hát của chúng ta quý vị nha. Ví dụ như là mình cũng có thể là mình điều khiển về âm lượng nè, mình điều khiển độ tông luôn. Ví dụ là mình hát tông thấp hay là tông cao, mình cũng có thể điều khiển rất là dễ dàng luôn. Và bên cạnh đó, khi mà chúng ta sở hữu đầu karaoke này thì một điều rất là quan trọng là trong những lúc mà mình quay quần cùng với nhau thì mình sẽ hát những bài hát cùng với nhau quý vị nha. Và bây giờ Quang Quý và Phụng Yến sẽ hát một bài hát song ca để gửi tặng đến cho tất cả quý vị. Quang Quý suy nghĩ xem bài gì đây. Qua đêm nay đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn, dậy đi yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi, anh ước mơ lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mãi về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Vời. Giữa mây trời tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi.
biết hoang sơ giấc mơ hồ vẫn nên hơn. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn sâu thẳm trong mắt em. Là ánh mắt của anh nhìn em âu yếm, những rung động trái tim yêu mềm. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mơ lâu lắm rồi, suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoàng hôn thơ mộng và lá thu rơi, nơi sương đông xuyên địa đàng, nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi. Dễ dàng để chúng ta có thể là truyền tải cảm xúc của mình thông qua những cái bài hát mà chúng ta yêu thích. Mệt mỏi trở về nhà, hát một ca khúc nhạc vui là chúng ta thấy tinh thần phấn chấn lên rồi ạ. Hãy cùng Hanet mang cả dàn karaoke về nhà của bạn. Wow. Và lúc nãy Quang Quý còn quên nói nữa là sau khi mà Phụng Yến hát xong á thì đã được chấm điểm, là Quang Quý và Phụng Yến được có 89 điểm thôi. Nhưng mà như vậy cũng rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đặc biệt là trong những lúc mà cả gia đình của mình quay quần cùng với nhau, mình hát những ca khúc như vậy sẽ thắt chặt thêm tình thân của chúng ta. Và mức đầu tư trong chương trình ngày hôm nay 4.290.000 đồng quý vị nha. Và bên cạnh đó chúng ta còn được tặng kèm thêm là một chiếc micro màu bạc sáng bóng rất là chuyên nghiệp, để giúp cho tất cả chúng ta có thể là trở thành ca sĩ ngay tại nhà của mình luôn. Hãy gọi ngay chúng tôi bây giờ để đặt hàng quý vị nhé, 1900 7137, hoặc dễ dàng đặt hàng trực tuyến tại vtvhuyendai.vn. Bạn đam mê ca hát, bạn muốn có giây phút giải trí vui vẻ bên gia đình, Hanet trân trọng giới thiệu đầu karaoke VOD Play X One với chức năng tìm bài hát bằng chính giọng nói của bạn. Kèm kho nhạc trực tuyến khổng lồ không giới hạn với chuẩn nén H265 tiên tiến nhất. Đặc biệt, với khả năng biến TV thông thường thành Smart TV, đây trở thành thiết bị không thể thiếu dành cho giải trí gia đình. Hanet Karaoke Play X One, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Hãy lựa chọn ngay đầu karaoke Hanet Play X One, có hơn 20.000 bài hát trong ổ cứng 1T, trung bình 2 tuần có thêm 100 bài hát mới, tính năng đề xuất bài hát thông minh, Hanet cập nhật nhanh nhất những ca khúc nổi bật và mới cho bạn. Hãy lựa chọn ngay đầu karaoke VOD hiện đại cho gia đình bạn, tìm kiếm bài hát bằng giọng nói dễ dàng, có bài hát trực tuyến không giới hạn, điều khiển dễ dàng qua thiết bị di động, chuyển nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn ảnh rộng, chuẩn nén H265, hình ảnh full HD và âm thanh sống động, đề xuất bài hát thông minh, thấu hiểu gu âm nhạc của bạn, tương thích với các ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay như YouTube, Zing TV, FPT Play, dễ dàng tìm kiếm trên YouTube bằng giọng nói. Đầu karaoke VOD Play X1, giải trí đa phương tiện. Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê.
khi làm mình ngô nghê, tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp giữa thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đây anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Và các bạn thân mến, thời gian không còn nhiều nữa, hãy nhanh tay nhấc máy lên điện thoại về tổng đài 1900 7137. Bên cạnh đó có thể truy cập vào website vtvhyundai.vn để sở hữu ngay đầu Hanet Karaoke Play X One. Chúng ta có thể là lựa chọn điều khiển bằng chính giọng nói của mình quý vị nha, để cho cả gia đình của mình có một cách thức cũng như là một phương tiện để mình giải trí những lúc quay quần cùng với nhau. Dù là người lớn, trẻ nhỏ hay là thanh thiếu niên, chúng ta cũng có thể là lựa chọn ngay những bài hát phù hợp với lứa tuổi của mình với mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay, 4.290.000 đồng. Và đầu karaoke của chúng tôi rất là nhỏ gọn, cho nên quý vị có thể là mang tới bất cứ nơi đâu, chỉ cần chúng ta ghim vào nguồn internet thôi, những bài hát sẽ được cập nhật rất là mới luôn. Chúng ta có thể là hát rất nhiều những bài hát mà mình ưa thích, đúng không ạ? Thật là thoải mái cho những thành viên trong gia đình của chính mình. Bên cạnh đó, với việc là chúng ta có thể sử dụng ngay đầu karaoke Hanet Play X One để là một thiết bị giải trí đa phương tiện, mình có thể là theo dõi rất là nhiều những chương trình giải trí khác nhau quý vị nha. Chẳng hạn như quý vị cũng có thể thấy trên màn hình là giọng ái giọng ai nè, hay là ơn rơi câu đây rồi. Ngoài ra, trên YouTube có gì, chúng ta có thể là tìm kiếm ngay bằng giọng nói của mình để mình giải trí những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Thời gian không còn nhiều nữa, hãy nhanh tay nhấc máy lên tổng đài 1900 7137 với mức giá ngày hôm nay vô cùng hấp dẫn, 4.290.000 đồng. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi còn gửi tặng cho tất cả quý vị quà tặng sang trọng và hiện đại, micro chuyên nghiệp có dây, thiết kế khung nhôm nguyên khối rất sang trọng, chúng ta có thể sử dụng ngay để hát thành những ca sĩ chuyên nghiệp ngay tại nhà mình quý vị nha. Và đặc biệt hơn nữa, đầu karaoke Hanet Karaoke Play X One trong chương trình ngày hôm nay, bộ xử lý là Qualcomm chip loại tứ quý vị nha, bộ nhớ lên tới là 1GB RAM, 8GB ROM, ổ cứng HDD 1TB, hệ điều hành Android 4.4. Bên cạnh đó, chúng ta có rất là nhiều cổng kết nối như là HDMI nè, hai cổng USB 2.0, Store, Video and RCA, Optical, Wi-Fi, LAN hay là BT 4.0, rất là thoải mái kết nối với nhau đúng không ạ? Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, sản phẩm Hanet Karaoke Play X One với giá bán 4.290.000 đồng quý vị nha, chúng tôi tặng ngay cho quý vị một micro có dây BWM540 chuyên nghiệp, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Quà tặng sang trọng và hiện đại, một chiếc micro có dây BWM540, micro chuyên nghiệp cho giọng hát hay hơn, thiết kế khung nhôm nguyên khối sang trọng. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi, ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chọc sơn. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi, và
thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi say. Và đó là lời ông nói với anh, ông anh có một tình yêu say ngã say. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một cách thức để cho cả gia đình của chúng ta có thể giải trí trong những lúc chúng ta sum vầy trong những ngày lễ, ngày Tết. Đó chính là sản phẩm đầu karaoke Hanet Play X1. Chúng ta có thể lựa chọn ngay bằng chính giọng nói của mình quý vị nha. Rất là thoải mái luôn, với mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay chỉ với 4.290.000 đồng. Bạn đam mê ca hát, bạn muốn có giây phút giải trí vui vẻ bên gia đình, Hanet trân trọng giới thiệu đầu karaoke VOD Play X1 với chức năng tìm bài hát bằng chính giọng nói của bạn. Kèm kho nhạc trực tuyến khổng lồ không giới hạn với chuẩn nén H265 tiên tiến nhất. Đặc biệt, với khả năng biến TV thông thường thành Smart TV, đây trở thành thiết bị không thể thiếu dành cho giải trí gia đình. Hanet Karaoke Play X1, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Quý vị và các bạn thân mến, cũng có thể thấy là cả nhà cùng vui, cả nhà cùng hát ca với nhau với sản phẩm chính trong chương trình ngày hôm nay là đầu karaoke VOD Hanet Play X1. Chúng ta cũng có thể rất là thoải mái đúng không ạ? Kích thước thì vô cùng nhỏ gọn, mình có thể đem đến bất cứ nơi đâu trong những lần hội họp, trong những lần quay quần cùng với những thành viên trong gia đình của mình. Lựa chọn bài hát thì chỉ bằng giọng nói thôi, rất là đơn giản. Tất cả những thành viên trong gia đình của mình cũng có thể là lựa chọn rất là dễ dàng luôn. Chuẩn nét H265, chúng ta cũng có thể lưu trữ rất là nhiều bài hát. Với ổ cứng là 1 TB thì lưu trữ lên tới 20.000 bài. Và cứ mỗi tuần như vậy thì hàng trăm bài có thể là cập nhật được. Với trung bình là 2 tuần thì mình sẽ có 100 bài ở Phùng Yến. Rất là thoải mái luôn. Và mức đầu tư chỉ với 4.290.000 đồng thôi quý vị nha. Một lần đầu tư nhưng mà cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ca hát. Mình mang cả không gian giải trí vào trong phòng khách của gia đình mình. Và khi chúng ta làm việc, học tập trở về những cái ngày cuối tuần quay quần cùng bên nhau, hãy hát những bài hát mà chúng ta thật sự thích quý vị nha. Trẻ con thì có thể là có kho nhạc thiếu nhi rất là nhiều bài rồi. Và các bé chỉ cần là đọc tên bài hát đó tròn vành rõ chữ to rõ ở trong chiếc điều khiển thôi là đã là chiếc máy của chúng ta đã có thể là nhận diện bài hát rồi. Và quý vị cũng không có lo ngại giọng vùng miền nữa quý vị nha. Đầu karaoke của Hanet đã tính toán rồi, rất là nhiều những cái giọng vùng miền nhưng mà cũng yên tâm là nhận diện được giọng nói đó và cho ra bài hát theo đúng yêu cầu của chúng ta. Ông bà cha mẹ của mình thì giờ đây không cần phải là xem kỹ những cái mã số của bài hát để lưu nhớ nữa đâu, bởi vì chúng ta chỉ cần nói là có thể lựa chọn bài. Đúng rồi thưa quý vị, mua một được hai, bên cạnh chúng ta hát karaoke thì đây cũng là một phương tiện giải trí đa phương tiện cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta quý vị nha. Bên cạnh hát karaoke này mình cũng có thể là xem phim nè, xem clip ca nhạc nè, xem những chương trình giải trí cũng trên sản phẩm này luôn, rất là hấp dẫn và thoải mái. Chỉ với một mức đầu tư rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay là 4.290.000 đồng quý vị nha. Và kèm theo là một món quà rất là dễ thương, đó chính là một chiếc micro nhôm khối bên ngoài sáng bóng như thế này và chuyên nghiệp quý vị nha. Chúng ta có thể là nâng giọng hát của mình lên giống như là tất cả những thành viên trong gia đình của mình cũng có thể trở thành ca sĩ đúng không Phụ Yến? Đúng rồi, chúng ta có thể là hát và luyện tập ca hát ở ngay tại nhà luôn. Thay vì là mình đến những cái phòng karaoke chuyên nghiệp, thường thì mình đến những phòng karaoke chuyên nghiệp thì chúng ta có những cái chiếc micro rất là hay để nghe cái giọng mình nó hay hơn, nó trầm, nó ấm hơn. Thì đây là một chiếc micro chuyên nghiệp chúng tôi gửi tặng quà cho quý vị để chúng ta có thể thỏa thích hát hay ngay tại nhà của chúng ta luôn. Và như thế nào để cho chúng ta có thể sở hữu ngay trọn bộ sản phẩm trong chương trình kỳ này? Thời gian không còn nhiều đâu quý vị nha. Cách thức đầu tiên đó chính là tổng đài quen thuộc 1900 7137. Cách thức thứ hai đó chính là chúng ta có thể truy cập vào website vtvhyundai.vn. Và cách thức cuối cùng là chỉ cần tải ứng dụng VTV Hyundai về thôi. Chạm nhẹ là đã có cả một không gian giải trí trong gia đình của mình rồi. Rất là thuận tiện đúng không ạ? Và nói đến đây thì chương trình cũng đã hết thời gian rồi. Nhưng mà trước khi hết thời gian thì Quang Quý và Phụng Yến cũng xin chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ có những giây phút giải trí rất là thoải mái cùng với những thành viên trong gia đình của mình, cùng với đầu karaoke VOD Hanet Play X1 quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy lựa chọn ngay đầu karaoke VOD hiện đại cho gia đình bạn, tìm kiếm bài hát bằng giọng nói dễ dàng, có bài hát trực tuyến không giới hạn, điều khiển dễ dàng qua thiết bị di động, chuyển nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn ảnh rộng.
chuẩn nén H265, hình ảnh full HD và âm thanh sống động, đề xuất bài hát thông minh, thấu hiểu gu âm nhạc của bạn, tương thích với các ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay như YouTube, Zing TV, FPT Play, dễ dàng tìm kiếm trên YouTube bằng giọng nói, đầu karaoke VOD Play X1, giải trí đa phương tiện. Và đặc biệt hơn nữa, đầu karaoke Hanet Karaoke Play X1 trong chương trình ngày hôm nay, bộ xử lý là Qualcomm chip loại tứ quý vị nha. Bộ nhớ lên tới là 1GB RAM, 8GB ROM, ổ cứng HDD 1TB, hệ điều hành Android 4.4. Bên cạnh đó, chúng ta có rất là nhiều cổng kết nối như là HDMI, nè, hai cổng USB 2.0, Score, Video and RCA, Optical, Wi-Fi, LAN hay là BT 4.0. Rất là thoải mái kết nối với nhau đúng không ạ? Hãy lựa chọn ngay đầu karaoke Hanet Play X1, có hơn 20.000 bài hát trong ổ cứng 1T, trung bình 2 tuần có thêm 100 bài hát mới, tính năng đề xuất bài hát thông minh. Hanet cập nhật nhanh nhất những ca khúc nổi bật và mới cho bạn. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, sản phẩm Hanet Karaoke Play X1 với giá bán 4.290.000 đồng quý vị nha. Chúng tôi tặng ngay cho quý vị một micro có dây BWM540, chuyên nghiệp, công nghệ thông minh, gia đình gắn kết. Quà tặng sang trọng và hiện đại, một chiếc micro có dây BWM540, micro chuyên nghiệp cho giọng hát hay hơn, thiết kế khung nhôm nguyên khối sang trọng.